xin chào các bác, thì tiếp tục lại là một cái video mà nâng cấp cái đầu liền màn đến từ thương hiệu là BTE. Và cái đơn hàng này thì đó là một cái màn này là màn cảm ứng điện rung nhé các bác nhé. Màn cảm ứng điện rung là 22 inch. Đời này là đời cảm ứng điện rung và màn hình rất là to của bên BTE. Thì bên em là bên lương âm thanh, lương audio. Thì rất nhiều những khách hàng mà đang sử dụng những cái hệ thống mà đời cũ, những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài đời cũ của rất nhiều những cái hãng khác nhau. Thì vừa rồi thì rất nhiều mà khách hàng đã gửi về bên em để nâng cấp lên những cái hệ thống mà đời mới nhất, cao cấp nhất. Thì đây cụ thể đó là một cái đơn hàng đây, thì đây là cái màn điện rung. Thì bây giờ thì bên em sẽ, đây là do là cái công nghệ cũ và chạy, thứ nhất là bài hát ở bên trong ổ cứng nó ít, và thứ hai là cái tính năng mà hát online thì nó chập chờn và tốc độ nó rất là kém. Thành ra là khách hàng đã gửi về bên em để lên nâng cấp lên một cái hệ thống mà đời mới nhất, cao cấp nhất. Thì khi mà nâng cấp thì bên em sẽ vẫn giữ lại cái màn hình này, vẫn giữ lại cái chế độ cảm ứng và chỉ thay cái mên mạch ở bên trong cái sản phẩm các bác nhé. Ở bên trong cái sản phẩm này thì nó thứ nhất là có cái ổ cứng ở đây thì bên em đã tháo ra, và thứ hai nữa là cái mên mạch ở đây, cái mên mạch ở đây thì bên em sẽ thay mới toàn bộ những cái mên mạch ở bên trong, mên mạch xử lý ở bên trong thì sẽ thay mới. Và bây giờ thì bên em sẽ tiến hành làm các bác nhé. Đây thì sẽ tiến hành làm một chút nữa thì bên em sẽ đi vào cụ thể hơn cho các bác để các bác quan tâm. Và đây các bác thấy là những cái mên mạch của những cái đầu tháo ra rất là nhiều. Đây là có những cái đầu màn này này, là những đời cũ là vứt bỏ những cái mên mạch ra, thì bác thấy là cái số lượng mên mạch ở bên em nâng cấp cho khách hàng rất là nhiều. Thì bác là có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 để mà có cái tư vấn cụ thể hơn. Và bây giờ thì bên em sẽ tiến hành làm các bác nhé. Thưa các bác, ở đây thì bên em thì đã tiến hành nâng cấp xong cái sản phẩm các bác nhé. Ở trong thì em có giới thiệu sơ qua, thì sau khi mà tháo cái bo mạch cũ ra, tháo cái bo mạch cũ vứt đi, thì em đã lắp cái bo mạch mới vào. Đây là cái mạch mên đen của bên Smartcar. Sau đó thì cái ổ cứng của khách hàng thì em sẽ xóa bỏ toàn bộ cái dữ liệu cũ đi và lạp mới những cái dữ liệu bài hát mới của thương hiệu Smartcar. Và cái sản phẩm ở bên trong thì đã lắp gọn gàng rồi. Và bây giờ thì em sẽ đóng lắp lại và cũng như là thử tất cả chức năng cho các bác xem nhé. Đây là bên trong, là cái nội thất ở bên trong này các bác ạ. Đây thì thưa các bác, thì em sẽ đưa cái sản phẩm này ra thử. Thì bên em đã thao tác nâng cấp xong rồi, thì bây giờ em sẽ thử tất cả chức năng hoạt động bình thường ở trên cái sản phẩm này, thì sau đó thì bên em sẽ đóng gói và gửi đi cho khách hàng. Thì bây giờ cái sản phẩm này thì nó là một cái hệ thống mà đầu liền màn và đã được nâng cấp lên một cái hệ thống mà đời mới nhất, cao cấp nhất. Thì ở đây thì các bác thấy là cái con này thì hoạt động rất là đơn giản. Chúng ta ở đây thì nó có cả đầu và cả màn nó tích hợp sẵn ở trên này. Ở đây thì cái vỉ mạch mà bên em nâng cấp cho khách hàng thì đã lắp sẵn vào đây rồi. Thì các bác thấy ở cái phần thi công ở đây thì rất là gọn các bác nhé, rất là gọn và rất là chắc chắn ở đây. Thì các bác thấy là cái phần chặn mên bằng inox ở đây là những cái đầu jack mà đưa ra để chúng ta cắm giao tiếp. Chúng ta sẽ có đường nguồn cung cấp vào, nguồn này thì là chỉ là nguồn 12V 4A thôi, cái dòng điện rất là thấp để đảm bảo an toàn cho các bác. Đây là dây mạng internet cắm vào này. Chúng ta sẽ có cổng HDMI cắm lên TV này. Chúng ta sẽ có hai cổng USB để giao tiếp với những cái thiết bị USB cắm ngoài này. Nếu mà các bác muốn kết nối với một màn hình thứ hai thì chúng ta sẽ cổng VGA này. Đây là đường HDMI lên TV nhé. Đây là một cổng VGA nếu mà các bác cắm vào một cái màn hình cảm ứng thứ hai. Đây là đường tiếng, đường RCA, đường hoa sen, đường phổ thông nhất bây giờ. Và đường tiếng cao cấp nhất bây giờ chúng ta sẽ có cái đường tiếng cổng quang. Và trên đây thì chúng ta sẽ có một loạt những cái đường nữa. Và đây ví dụ như đây là đường tiếng màu cam này, là đường tiếng đường cổng đồng trục đấy các bác nhé. Đấy thì đấy là phần giao tiếp, và đây chúng ta sẽ có cái công tắc nguồn ở đây. Và đây là thì sản phẩm đã giao diện đã lên rồi, và bây giờ em sẽ thử các tính năng. Thưa các bác, bây giờ thì em sẽ lắp vào để thử cái tính năng. Ở đây thì em đang dựng gá vào một cái chân đấy các bác nhé. Thì bác khách này bác gửi cho em thì bác ấy gửi cái đầu liền màn không, tôi không gửi chân. Thì bên em cũng bán cái chân rời như các bác nhé, cũng bán cái chân rời như này. Bác nào có nhu cầu mua những cái chân rời để về lắp vào những cái màn hình thì đều có nhé. Cái chân rời, chân cong là rất là đẹp. Thì ở đây thì khi mà chúng ta bật lên thì nó có cái giao diện như này các bác nhé, nó có cái giao diện như này. Và bên em cũng cài một cái logo mà cắm đây đường hình lên TV thì nó hiện cái lên logo kia. Thì cái logo video demo này thì các bác muốn có cái nội dung như nào, muốn để quảng cáo cho cửa hàng của các bác thì các bác có thể là gửi nội dung với bên em. Thì bật đầu lên thì nó sẽ chạy cái logo này quảng cáo cho cái thương hiệu của các bác. Ở đây thì ví dụ ở đây thì nó bật lên thì đầu tiên đó là trên hệ thống mà của Smartcar thì nó sẽ lên cái giao diện như này. Thì các bác lưu ý hộ em là khi mà nâng cấp lên cái mên Smartcar thì sẽ có hai hình thức để nâng cấp. Nó sẽ có một cái mên dạng là 5 triệu và cái mên thứ hai nữa là 5,5 triệu. Thì tùy vào nhu cầu, với cái mên thứ hai thì nó sẽ lắp được hai ổ cứng và nó xuất được hai đường hình. Ngoài đường hình HDMI thì nó sẽ có một cái đường hình RCA, đường hình cổng hoa sen dành cho những TV đời cũ. Nhưng mà đa phần thì khách hàng sẽ lựa chọn là những cái mên 5 triệu thôi, vì cái cũng không cần đến hai ổ cứng vì cái tính năng có hát online, và cũng không cần xuất đến hai màn hình vì chúng ta đa phần là chúng ta chỉ sử dụng đường tỉnh HDMI thôi. Và khi mà bật lên thì giao diện chính ở trên cái hệ thống này thì nó là như này.
Đấy, bất kỳ khi mà các bác nâng cấp lên một cái hệ thống nào đó và khi mà chúng ta có cái màn hình cảm ứng thì nó lên cái giao diện như này. Và đặc biệt là cái main smart, thì cả kể các bác không có màn hình cảm ứng thì chúng ta có thể là chọn bài trên điện thoại di động hoặc là trên máy tính bảng. Ở đây chút nữa thì em cũng thử ở trên cái máy tính bảng để em thử cho các bác tính năng là mà khi mà nó giao tiếp với máy tính bảng hoặc là điện thoại di động thì chúng ta sẽ sử dụng cái điện thoại di động là thay cái màn hình cảm ứng để chúng ta chọn bài luôn, nó rất là hay. Đầu tiên là khi mà có cái màn hình cảm ứng thì chúng ta sẽ có cái giao diện chính của cái hệ thống này. Thì lưu ý cho các bác là về cái main smart thì nó có rất nhiều những cái tính năng phục vụ cái nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thì đây đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho các bác là cái tính năng đầu tiên, đó là cái tính năng karaoke chuyên nghiệp. Thì khi mà cái tính năng karaoke chuyên nghiệp hoạt động ấy thì chúng ta sẽ có cái giao diện như này. Trên cái giao diện như này có cái phần đầu tiên, đó là phần karaoke, đây là những cái bài hát mà có sẵn ở bên trong ổ cứng. Thì cái bài hát này nó nhiều hay ít nó tùy thuộc vào cái dung lượng ổ cứng của các bác. Tiếp đến là cái phần YouTube. Cái phần YouTube này là cái phần hát online trực tiếp ở trên mạng internet. Thì cái phần YouTube này cần các bác phải cần cái giao tiếp với mạng internet. Thì giao tiếp với mạng internet thì chúng ta có hai hình thức. Một là các bác sẽ giao tiếp có dây, là cắm dây mạng vào. Hai nữa là giao tiếp không dây, là các bác sẽ kết nối với cả wifi để chúng ta vào mạng internet. Thì với cái mạng internet thì đặc biệt là cái hệ thống mà smart car ấy, cái main smart car thì nó chạy qua một cái server riêng. Thì khi mà chạy qua cái server riêng thì chúng ta sẽ có cái công tắc màu xanh như này. Ở đây thì em sẽ tắt cái đèn đi cho các bác đỡ bóng này. Có công tắc màu xanh này lên. Khi mà chúng ta kích hoạt cái công tắc màu xanh này lên là chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ karaoke chuyên nghiệp. Thì với cái chế độ karaoke chuyên nghiệp này thì chúng ta sẽ chọn lựa chọn bài hát, là chúng ta không cần phải gõ tên cả tên bài hát mà chúng ta chỉ cần gõ tắt bài hát thôi. Ví dụ ở đây em sẽ chọn bài Huế tình yêu của tôi là Huế chữ H này, tình là chữ T này, yêu là chữ Y này, của là chữ C này, tôi là chữ T này. Các bác sẽ cần gõ tắt thì các bác không cần phải gõ cả tên bài hát, và sau đó chúng ta ấn tìm kiếm. Và với cái lợi ích khi mà chúng ta hát online trực tiếp ở trên mạng thì cái dữ liệu bài hát nó rất là phong phú, rất nhiều bài hát và có rất là nhiều những cái thể loại mà chúng ta lựa chọn. Ví dụ như cùng một cái bài Huế người tình yêu của tôi thì các bác sẽ thấy nó ra một loạt để các bác lựa chọn, thì các bác sẽ lựa chọn đúng là cái bài bác hay hát mà các bác sở thích của bác nhất để các bác hát hay nhất, khớp nhạc là dễ nhất. Đấy, và cái nữa là khi mà chạy qua cái server có cái công tắc màu xanh này thì những cái bài hát đã thông qua chọn lọc với chất lượng âm thanh hình ảnh nó tốt nhất và nó chạy qua một cái server riêng, thành ra là cái tốc độ truy xuất nó rất là nhanh và chạy nó rất là ổn định. Thì đấy là một cái hệ thống mà đi đầu trong cái lĩnh vực mà karaoke chuyên nghiệp hiện tại trên thị trường. Đấy là cái hãng karaoke Smart Car người ta đã sử dụng. Và ngoài cái tính năng mà karaoke chuyên nghiệp thì các bác có thể là tắt, khi mà các bác tắt cái công tắc màu xanh này đi là chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ YouTube bình thường, thì lúc đó thì nó sẽ giống với một loạt những cái YouTube khác như là trên TV thông minh hoặc là trên những cái máy tính bảng hoặc là trên những cái hệ thống khác. Thì đó là cái chế độ karaoke bình thường ở trên YouTube, hoặc là các bác có thể là xem những chương trình giải trí khác ở trên YouTube. Thì khi mà các bác tắt cái karaoke này lên thì khi mà các bác lựa chọn tìm một cái bài hát thì cái số lượng bài hát nó nhiều hơn, nhưng mà nó sẽ bị hỗn tạp giữa bài hát chất lượng thấp và bài hát chất lượng cao. Và cái nữa là các bác chọn thì các bác phải gõ cả tên bài hát ra, các bác không gõ tắt được nữa nhé, các bác phải gõ tên cả bài hát ra khi mà chúng ta tắt cái công tắc màu xanh đi. Tiếp đến là cái chế độ nghe nhạc. Đây là cái chỗ surround, đây là chế độ nghe nhạc, là những cái bài hát mà hay nhất chọn lọc nhất có ở trên mạng thì nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này. Và đây chúng ta sẽ có cái thao tác là tua bài, lấy bài. Ở đây thì đều có cái giao diện như này, nó rất là thông minh và rất là dễ sử dụng. Đây ạ, thao tác tua bài, lấy bài. Và trong cái trường hợp mà ví dụ khi mà các bác hát mà các bác có nhiều người hát, nhiều người chọn, mà các bác có thể là ưu tiên cho những người đến sau, chọn sau nhưng mà sẽ được hát trước. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác là cái tính năng chọn bài trên điện thoại di động hoặc là máy tính bảng. Thì trên điện thoại di động cũng như là trên máy tính bảng thì các bác sẽ thao tác nó sẽ giống nhau. Và các bác để ý hộ em này, cái đầu này thì nó xuất hình ảnh lên trên tivi thì cực kỳ là sắc nét đấy các bác ạ, cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là đẹp. Vì đây là một cái hệ thống đời cao, minh mạch đời cao, thành ra là chất lượng âm thanh hình ảnh cũng là đi đầu trên thị trường Việt Nam hiện giờ. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác là cái tính năng là chọn bài trên điện thoại di động. Ví dụ ở đây là chúng ta sẽ có cái điện thoại di động nha các bác nhé. Thì các bác có máy tính bảng hoặc là các bác có điện thoại di động thì thao tác nó sẽ như nhau. Thì để sử dụng được trên máy tính bảng hoặc là điện thoại di động chọn thì đầu tiên là các bác phải cài hộ em là cái ứng dụng Smart Car. Đây là cái ứng dụng này, các bác sẽ vào kho ứng dụng của điện thoại các bác cài lên. Sau đó thì cái điện thoại của các bác phải giao tiếp cùng với cái đường mạng do cái đầu này sử dụng nha các bác nhé. Có nghĩa là cái đầu này mà cắm cái dây mạng vào cái modem nào thì các bác phải sử dụng cái điện thoại đấy bắt cái wifi của cái modem đấy, thì nó sẽ sử dụng chung một cái đường mạng internet thì chúng ta mới sẽ điều khiển được. Đây các bác sẽ bật lên, và khi mà bật lên thì nó sẽ lên cái giao diện này, nó sẽ load một lúc, nó phải lên dữ liệu. Đây khi mà nó load lên cái dữ liệu như này thì chúng ta thấy là cái giao diện ở trên cái máy tính bảng chung như điện thoại di động thì chúng ta có thể là chọn bài đây ở trên đấy ạ. Để các bác thấy ạ, ví dụ em sẽ chọn một cái bài hát ở đây nhé. Ví dụ em vài bài về đâu mái tóc người đương, về đâu mái tóc người thương chẳng hạn, em ấn tìm kiếm ở đây, ấn tìm kiếm. Và đặc biệt là trên cái hệ thống này thì nó sẽ lên cái gợi ý, khi mà chúng ta chọn một cái bài như này thì nó sẽ lên cái gợi ý chúng ta để chúng ta chọn cái bài đó nhanh hơn. Và đặc biệt là ở đây là nó đa ngôn ngữ, thì cái Smart Car này hiện giờ đang đứng đầu thị trường về cái dữ liệu ngôn ngữ. Có nghĩa là bình thường những cái hệ thống khác thì chỉ phục vụ chủ yếu là người Việt
đấy, và tiếng Anh đấy. Nhưng mà cái trên hệ thống này thì nó sẽ đa ngôn ngữ hơn, nó rất nhiều thứ tiếng, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn và rất nhiều những cái thứ tiếng khác, thì cái bàn phím nó có ấy. Một số những cái hệ thống mà có những cái hãng khác thì nó chỉ có tiếng Việt và tiếng Anh thôi, nó không có tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật đấy. Thì với cái sản phẩm này thì có nhiều thứ tiếng hơn phục vụ, đặc biệt là đối với những cái phòng hát karaoke kinh doanh kiếm tiền thì chúng ta sẽ chiều được nhiều khách nước ngoài hơn đấy. Ví dụ em sẽ chọn cái bài này chẳng hạn, đây em chọn cái bài này nhá, đây em chọn bài này, chọn cái bài này thì các bác thấy là lập tức ở trên cái tivi nó sẽ chạy. Ở đây em sẽ quay cả cái màn hình này cũng như là trên tivi, các bác thấy không ạ? À, ví dụ em sẽ ấn qua bài đây, em chọn một cái bài hát khác, em ấn qua bài đây, em ấn qua bài nhá, thì các bác sẽ thấy là trên hệ thống của chúng ta lại sẽ qua bài đấy. Và trên cái hệ thống này thì còn có rất rất nhiều những cái tính năng hay, thì em đã có rất là nhiều những cái video giới thiệu rồi. Trong cái video này chỉ giới thiệu sơ qua thôi các bác thôi, và nhấn mạnh với các bác là có rất 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 nhiều tính năng nữa. Và đây là cái tính năng karaoke chuyên nghiệp, và ngoài cái tính năng karaoke chuyên nghiệp thì đây là một cái hệ thống mà giải trí đa phương tiện. Ở đây em cũng giới thiệu sơ qua, khi mà các bác không hát karaoke nữa thì các bác sẽ chuyển sang cái lĩnh vực giải trí khác. Ở đây chúng ta sẽ thoát cái ứng dụng karaoke ra. Sau khi thoát ứng dụng karaoke thì các bác sẽ ấn vào cái thằng người máy ở đây. Thì trên cái thằng người máy ở đây thì chúng ta sẽ vào cái kho ứng dụng. Thì ở cái kho ứng dụng thì ở trên ở đây nó sẽ có cái ổ cứng này. Ở đây là cái phần ổ cứng nhá. Các bác sẽ ấn vào cái phần ổ cứng. Thì trong cái phần ổ cứng này thì em đã cài cho các bác một số, em đã lạp cho các bác một số những cái chương trình. Ví dụ như những chương trình giải trí như phim 3D thì trên cái hệ thống này nó xem được cả phim 3D. Thì các bác là đây là một cái sản phẩm mà chỉ có ở trên cái thương hiệu Smartcar mới xem được cái phim 3D trên những cái đầu hát karaoke nhá. Đấy, các bác xem được phim 3D là phim 4K này. Các bác sẽ đặc biệt là các bác được nghe được cái nhạc lốt lét, là cái nhạc mà chuẩn nhất ở phòng thu, nhạc file gốc của phòng thu nhá. Bình thường những cái nhạc MP3 là đuôi của nó là đuôi chấm MP3, nhưng mà các bác thấy là những cái bài hát này đuôi chấm của nó là FLAC, đó là cái nhạc lốt lét. Thì những cái bác mà mê âm nhạc thì các bác đã bỏ rất là nhiều tiền ra để mua những cái đầu đĩa CD hoặc là những cái đầu giải mã số ấy, để chúng ta nghe được cái nhạc lốt lét. Nhưng mà ngay bản thân bây giờ trên cái đầu karaoke này chúng ta sẽ làm được cái việc đó, thì cái chi phí hợp lý rất là ý, mà chúng ta sẽ đáp ứng được rất rất nhiều những cái nhu cầu của chúng ta. Và với cái nhạc lốt lét là cái nhạc mà chuẩn nhất, cao cấp nhất trên thị trường, chuẩn ở cái phòng thu, file gốc của phòng thu nhạc của ca sĩ, thành ra là chúng ta nghe nhạc thì cực kỳ là hay đấy, là lưu như vậy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái ứng dụng, ví dụ ở đây em sẽ cài cho các bác là cái ca cộng này, cái ca ở đây em sẽ cài cho các bác một số những cái chương trình nhá. Đây ví dụ như là xem trực tuyến là chương trình là VTV TV 360 độ, để các bác sẽ xem những chương trình TV trực tiếp ở qua mạng internet, hoặc là các bác có thể là cài lướt web vào Facebook, Zalo, rất là nhiều những cái tính năng khác. Ở đây em sẽ cài cái TV 360 độ này. Đây là xong rồi nhá, em lại cài tiếp một số cái nữa, ví dụ như là TV Go này chẳng hạn. TV Go là các bác có thể là xem TV này. Rất là nhiều những cái tính năng. Thì em lưu ý cho các bác là cái hệ thống này thì nó chạy cái hệ thống là cái hệ điều hành là Android. Thì với cái hệ điều hành Android là một cái hệ điều hành mở, và chúng ta sẽ cài được vô vàn những cái app để sử dụng tùy vào cái mục đích và cái nhu cầu của chúng ta. Thì rất là nhiều những cái trò chơi, rồi những cái app xem phim, rồi ca cộng để xem những cái chương trình truyền hình bóng đá thế giới. Rất là nhiều những cái tính năng, thì em cũng nói sơ qua là như vậy. Và những cái video trước thì em đã giới thiệu sâu rồi, thì trong cái video này thì em chỉ giới thiệu sơ qua thôi. Hoặc là ví dụ như là những cái bác đi làm sự kiện, hoặc là những cái sử dụng ở gia đình mà các bác muốn mà trình chiếu những cái hình ảnh kỷ niệm của gia đình lên, hoặc là những anh em đi làm sự kiện mà muốn trình chiếu những cái hình ảnh của đám cưới lên, thì chúng ta sẽ có cái tính năng là sẽ đọc những cái dữ liệu ở USB. Đấy, thì các bác có thể là cóp những cái video ảnh cưới vào USB, hoặc là các bác có thể là cóp ngược từ USB vào ổ cứng để làm cái ổ cứng ở bên trong máy, nó là cái kho dữ liệu để chúng ta có thể là chúng ta sẽ thi thoảng chúng ta ôn lại những cái kỷ niệm của gia đình. Chúng ta sẽ cái thao tác chọn trượt nó rất là thông minh. Ở đây là ví dụ như đây là ảnh nhá, hoặc là các bác có thể là video đây. Ví dụ em đang có một cái video demo ở cửa hàng ở bên em, thì em sẽ tích vào và lập tức nó sẽ chạy vào cái hình ảnh thì cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là mịn màng các bác nhé. Đấy, thì đấy là cái chế độ cực kỳ hiện đại trên cái hệ thống mà của cái Mên Mạch này. Thì có nghĩa là chúng ta đang sử dụng những cái hệ thống mà đầu màn đời cũ, mà chúng ta lại nâng cấp lên một cái hệ thống mà mới hơn, hiện đại hơn, với cái chi phí cực kỳ hợp lý, và chúng ta sẽ có rất rất nhiều những cái tính năng phục vụ karaoke chuyên nghiệp cũng như là giải trí đa phương tiện. Đấy, thì em giới thiệu sơ qua cho các bác như vậy. Và đây thì em cũng xin đóng cái video tại đây. Và để mà quan tâm, để mà các bác hiểu sâu hơn, hiểu kỹ hơn, thì ở phần kết thúc của video thì em sẽ để một số những cái video gợi ý để các bác tích vào, để các bác xem những cái video nó cụ thể hơn. Các bác sẽ thấy là có những cái hình vuông ấy, thì các bác sẽ tích vào để các bác sẽ xem những cái video gợi ý. Và các bác muốn ủng hộ, muốn giúp đỡ bên em thì có cách là rất là đơn giản, thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh. Thì ở phần phía dưới ở video thì có nút đăng ký, thì các bác sẽ ấn vào nút đấy đăng ký kênh để đăng ký. Hoặc là các bác sẽ ấn vào phần cái chuông thông báo cũng như là chia sẻ cái video này để mà nhiều người biết hơn, cũng như là ấn vào phần chuông thông báo để có những cái video mới bên em phát hành thì các bác sẽ nhận được cái thông báo là có video mới. Và cái việc đăng ký kênh là hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Và để mà cụ thể hơn thì các bác sẽ liên hệ với bên em
em qua số điện thoại là 0988646683 thì bên em sẽ có những cái tư vấn chuyên sâu hơn cho các bác khi mà các bác sử dụng những cái thiết bị mà âm thanh, thiết bị chọn bài karaoke. Và bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng và có rất nhiều những cái thiết bị phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke, thì các bác sẽ liên hệ bên em. Thì đây là cái hàng ở bên trong cửa hàng, còn cái kho hàng ở bên em ngoài kia còn có rất là nhiều. Đây là các bác thấy là một loạt những cái dòng mà vang cơ, vang số, mic không dây, thiết bị quản lý nguồn ở đây. Đấy, các bác thấy nó rất là nhiều. Ở phần phía dưới đây đó là một loạt những cái dòng cục đẩy công suất 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh này. Đấy, rất là nhiều các bác nhé. Và đây nữa là một loạt những cái dòng cục đẩy nữa. Và ở đây trên đây là những cái hệ thống mà đầu màn chọn bài. Đấy là cái kho hàng ở bên trong nhà. Và cái kho hàng ở ngoài kia nữa thì cũng còn rất là nhiều hàng để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà âm thanh hát karaoke. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác xin liên hệ bên em. Đây các bác thấy một loạt những cái sản phẩm để phục vụ các bác trong cái lĩnh vực mà karaoke. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Cảm ơn các bác, xin chào các bác ạ.